Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nhắc đến siêu xe là người ta liên tưởng ngay đến một chiếc xe vừa đắt tiền, vừa đẹp, vừa chót, nồi thóc và động cơ khủng. Nói chung là không thể chê vào đâu được. Nếu bạn đã quen thuộc với những siêu xe của Lamborghini, Ferrari hay Rolls-Royce thì chắc ăn như bắp rang, bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ. Bởi trên thế giới, ngoài sự đắt đỏ truyền thống thì vẫn còn những siêu xe cực kỳ độc đáo với khả năng biến hình như robot. Có xe còn có thể giúp bạn sống sót nếu chẳng may gặp phải zombie hay tận thế. Nếu chưa tin sẽ có những chiếc siêu xe như thế tồn tại, các bạn hãy cùng Thế Giới Hôm Nay khám phá video kinh ngạc 12 siêu xe khủng nhất thế giới mà người Việt chưa bao giờ thấy trước đây. (12) Big Bee. Có lẽ nhiều bạn đã từng là fan cứng một thời của bộ phim Năm Anh Em Siêu Nhân Gao với những màn biến hình từ xe ô tô thành robot khổng lồ. Và ngày nay, Big Bee là một chiếc ô tô sở hữu khả năng có 102 như thế, khi có thể trực tiếp tách một nửa thân xe, nâng lên thành hình một con robot. Bình thường, bạn có thể sử dụng nó như một phương tiện đi lại. Nhưng khi thích thì khởi động và nó sẽ lập tức biến thân, cùng với hệ thống âm thanh, ánh sáng rất thu hút. Phần đầu của robot có thể xoay 360 độ và nó có thể di chuyển bình thường nhờ vào hệ thống điều khiển được đặt phía sau. Điều này tạo nên một trải nghiệm thú vị và một tương lai mới cho ngành công nghiệp chế tạo ô tô. (11) Apocalypse 6x6. Đây là mẫu xe chuyên dụng để chống zombie. Chính vì thế mà nó được thiết kế với vẻ ngoài hầm hố, cùng với kích thước không phải dạng vừa, khi cao 2,24m, rộng 2,49m và dài đến 6,91m. Những chiếc lốp của nó cứ như một con quái vật, có thể nghiền nát bất cứ con zombie nào dám bén mảng đến. Apocalypse 6x6 có 5 chế độ lái khác nhau, chính vì vậy mà bạn có thể tùy chỉnh theo địa hình mà mình di chuyển. Ngoài ra, với động cơ V8, tăng áp 850 mã lực và thân xe được gia cố để giúp bạn an toàn trong mọi tình huống. Với kích thước siêu to khổng lồ của mình, Apocalypse 6x6 cũng sở hữu nội thất rộng rãi và sức chứa khủng để bạn có thể mang theo cả gia đình của mình nếu chẳng may xảy ra tận thế. Theo nhà chế tạo, giá của chiếc xe khoảng 298.000 đô, tương đương hơn 6,8 tỷ đồng. Nếu bạn nghĩ tương lai có zombie, hãy tạo ngay một em xe này để phòng thân nhé. (10) Atlas ATV. Nếu bạn yêu thích một chiếc xe off-road vượt trội, có thể vượt qua mọi loại địa hình một cách dễ dàng, thì Atlas ATV là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Được thiết kế bởi công ty Atlas Industry của Ukraine vào năm 2019. Cỗ máy này được tạo ra để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt. Nó có thể di chuyển trên mặt nước, tuyết hay cát nhờ những chiếc lốp khổng lồ có thể tự bơm vá của mình. Atlas ATV có thể chở 12 người một cách thoải mái, nhưng tốc độ không phải là điểm mạnh của nó. Với thiết kế cồng kềnh và nặng nề, chiếc xe có tốc độ tối đa chỉ 60 km/h trên cạn hoặc gần 7 km/h nếu chạy dưới nước. Mặc dù vẻ ngoài của Atlas có thể giống một con quái thú, nhưng bên trong lại được thiết kế đơn giản, nên bất kỳ ai có bằng lái xe tiêu chuẩn đều có thể điều khiển phương tiện này. Nếu muốn sở hữu một chiếc Atlas cho riêng mình, bạn có thể đặt mua với giá 135.000 đô, tương đương 3,1 tỷ đồng. (9) Rezvani Vengeance. Với biệt danh siêu khủng long, Rezvani Vengeance được đánh giá là mẫu xe bất khả chiến bại bởi nó có thể được trang bị thêm tính năng chống đạn nếu bạn cần và chịu chi. Vengeance được phát triển dựa trên chiếc SUV Cadillac Escalade nhưng có dáng vẻ vạm vỡ của một chiếc xe bọc thép, tự như thuộc về sở hữu một trong những kẻ thù của James Bond. Chiếc xe đã được hàng Rezvani thiết kế với các đường nét và mạch phẳng góc cạnh. Đi kèm đó là một bộ mâm và những chiếc lốp off-road đường kính lên đến 87 cm, mang đến khả năng chạy địa hình ổn định. Nếu muốn có sự an toàn hơn, Rezvani còn mang đến gói nâng cấp quân đội với các trang thiết bị khủng như kính xe chống đạn, lốp rain flash, hệ thống liên lạc nội bộ, bình xịt hơi cay, tay nắm cửa chỉnh điện, mặt nạ phòng độc, áo chống đạn và mũ bảo hiểm chống đạn. Với sự trang bị siêu khủng này thì mọi ý định bất hảo đều bị đánh bại. Giá khởi điểm của Vengeance là từ 240.000 đến 560.000 đô, tùy theo sự điều chỉnh của bạn. (8) BMW Isetta. BMW Isetta đang giữ vị trí quán quân là xe ô tô nhỏ nhất thế giới, được giới thiệu tại Touring, Ý vào tháng 11 năm 1953. Xe BMW Isetta đã gây tiếng vang lớn với hình dạng quả trứng độc đáo, với cửa sổ kiểu bong bóng, cửa mở duy nhất đặt ở phía trước xe. Dù chỉ dài 2,29m, rộng 1,37m, nhưng cabin xe bong bóng này vẫn đủ chỗ cho 2 người ngồi. Trái tim của Isetta là động cơ xăng 1 xi lanh, dung tích 250 phân khối, công suất tối đa 12 mã lực, vốn có mặt trên xe máy của BMW thời đó. Xe tăng tốc từ 0 đến 50 km/h mất 30 giây và tốc độ tối đa là 75 km/h. Tiêu thụ rộng rãi ở Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh. Isetta bị BMW ngừng sản xuất vào năm 1962. Tuy nhiên, tổng số xe Isetta kịp hiện diện trên thị trường đã lên đến hơn 161.000 chiếc. Dhabiyan được bổ sung vào bộ sưu tập xe kỳ dị của tỷ phú Ả Rập Sakhama Bin Hamdan Al-Nayan. Chiếc xe Autrack biệt danh khủng long bạo chúa Dhabiyan có tới 10 bánh, dài khoảng 10,7m, cao khoảng 3,4m, rộng khoảng 2,4m. Nó được đánh giá là một trong những chiếc xe kỳ dị nhất thế giới. Chiếc Dhabiyan như đến từ thế giới khác, bởi vì tỷ phú Ả Rập đã cho loại bỏ hoàn toàn các bộ phận quân sự trên chiếc M1075 và thay thế bằng bộ phận ngẫu nhiên từ các màu xe được sản xuất đại trà như JK, Jeep Wrangler Unlimited, Dodge Dart bán tại Ford F-Series Heavy Duty. Tổng trọng lượng xe lên tới 24 tấn và để đi quãng đường 100 km, xe ngốn sơ sơ 30 lít xăng. Tuy nhiên, với một pháo đài di động như Dhabiyan, bạn sẽ không phải lo sợ trước bất cứ mối đe dọa nào xảy ra từ bên ngoài. Mercedes SL 600. Bạn đã từng tưởng tượng chiếc xe ô tô đắt nhất thế giới trông như thế nào chưa? Một số bạn có thể nghĩ về chiếc siêu xe với động cơ mạnh mẽ, tốc độ đáng kinh ngạc và thiết kế tuyệt đẹp. Bạn đúng, nhưng không đủ để làm cho chiếc xe trở thành chiếc xe đắt giá nhất. Bí quyết rất đơn giản, bạn chỉ cần đính kim cương càng nhiều càng tốt để biến nó thành một chiếc xe kim cương. Được giới thiệu tại triển lãm ô tô Dubai, chiếc Mercedes SL 600 đã khiến nhân tình phải lóa mắt bởi độ lấp lánh từ 300.000 viên kim cương và pha lê được đính toàn bộ thân xe. Nếu bạn đi sau, chỉ cần gỡ một viên thôi cũng đủ giàu rồi, đúng không nào? Để hoàn thành được công đoạn này, các thợ kim hoàn và cơ khí đã phải bỏ ra thời gian đến 3 tháng. Theo giới thạo xe, Mercedes-Benz SL 600 bọc kim cương có giá ước chừng 4,8 triệu đô, khoảng 110 tỷ đồng. Chắc chắn không có chiếc xe nào tuyệt đẹp hơn chiếc xe nạm kim cương khi đi trên đường phố. Tuy nhiên, bạn có đủ can đảm để lái nó không? Vì chỉ cần một vết xước nhỏ sẽ tốn hàng chục ngàn đô la. Siêu xe Covini 6SW. Covini 6SW là siêu xe 6 bánh đầu tiên trên thế giới và cũng là chiếc duy nhất được sử dụng hợp pháp trên đường phố. Chiếc xe độc nhất vô nhị dù đã ra mắt từ hơn 10 năm trước, nhưng ngày nay bạn vẫn có thể đặt mua một chiếc thông qua website của công ty. Một mẫu 6SW bản tiêu chuẩn sẽ có giá bán vào khoảng 650.000 đô, tương đương gần 15 tỷ đồng. Việc bố trí 6 bánh xe với cấu trúc 4 bánh trước và 2 bánh sau được giải thích là làm tăng diện tích tiếp xúc của bánh trước và cải thiện khả năng bám đường tốt hơn. Do vậy, khả năng vào cua cũng sẽ nhịp nhàng và ổn định hơn. Việc có 6 bánh xe cũng đồng nghĩa là xe sẽ có thêm đĩa phanh và tăng thêm diện tích tiếp xúc mặt đường, giúp cho hiệu quả phanh tốt hơn. Trong lịch sử, từng xuất hiện một chiếc xe đua F1 huyền thoại cũng có 6 bánh là mẫu Charell P34. Tuy nhiên, khi luật chơi thay đổi, ở thể thức F1 chỉ cho phép xe đua có 4 bánh, thì những thiết kế xe đua 6 bánh dần biến mất. Covini 6SW trở thành độc tôn với thiết kế 6 bánh được lạng lách đánh võng trên đường phố. Rinspeed SQ3. Quá nhiều tính năng trong một chiếc siêu xe như chạy trên đường, đi trên nước và lặn xuống biển như tàu ngầm, tất cả đều có trong siêu xe Rinspeed SQ3. Hãng Rinspeed đã mất gần 3 thập kỷ để thiết kế và chế tạo nên chiếc xe này, dựa trên cảm hứng từ bộ phim James Bond 1977, The Spy Who Loved Me. Trong đó, James Bond đã lái chiếc Lotus Esprit lặn xuống nước để trốn kẻ thù. Khác với những chiếc xe lội nước hiện nay, SQ3 nổi bật hơn bởi nó có thể lặn. Bạn có thể dễ dàng lái chiếc xe mui tròn này trên đường bởi có đèn chiếu sáng, dây an toàn và lốp xe thông thường. Ngoài ra, bạn cũng có thể lái xe xuống hồ nước hoặc thậm chí xuống biển, miễn là bạn không sợ bị ướt. Trên mặt nước, SQ3 di chuyển với vận tốc khoảng 6 km/h và đạt được vận tốc 3 km/h khi di chuyển ở độ sâu 10m. Đến nay, SQ3 vẫn là chiếc xe ô tô lai tàu ngầm duy nhất, dành cho một khách hàng duy nhất trên thế giới. Chi phí chế tạo SQ3 lên đến 1,5 triệu đô, gần 35 tỷ đồng. Với giá chát thế này, thì liệu bạn có muốn sở hữu chiếc xe độc nhất vô nhị này không? Brabus Limo. Mới đây, kênh YouTube của Supercar Blondie vừa đăng tải một đoạn video về chiếc limousine dài hơn 12 m. Được thiết kế dựa trên chiếc SUV Mercedes G63 khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Bởi đây là bản đồ kỳ công và tốn không ít thời gian của hãng đồ danh tiếng Brabus. Có thể thấy, chiếc limousine siêu sang này sở hữu tấm áo khoác khá bắt mắt và thời thượng với hai tông màu đen trắng kết hợp với sọc đỏ ở giữa. Nếu bạn nhìn trông nó khá giống với màu áo của đội tuyển Juventus, thì mình lại liên tưởng đến mái tóc của nhân vật Cruella trong bộ phim 101 con chó đốm. Theo YouTuber tiết lộ, chỉ riêng giá trị của lớp áo khoác xe đã lên tới 15.000 đô. Không gian của xe thì phải nói là đỉnh của chóp, khi đủ chỗ cho 18 người, trông không khác gì một quán bar thu nhỏ. Hệ thống ánh sáng, đèn nháy có khắp mọi nơi, bạn có thể tùy chỉnh màu sắc theo ý thích. Với giá hơn nửa triệu đô, đây chắc chắn là chiếc limousine trong mơ của hầu hết mọi người trên thế giới. Và đôi khi có tiền cũng không thể mua được, vì hiện nay nó chỉ có một chiếc duy nhất được sản xuất. Mars Rover. Mars Rover mang ngoại hình hầm hố nên chắc nhiều bạn sẽ liên tưởng đến siêu xe của người dơi, Batmobile. Mẫu xe do hãng Parker Brothers Concept lên ý tưởng thiết kế với phần động cơ điện do các kỹ sư của NASA cung cấp. Xe có trọng lượng 2.721 kg, cao 3,3 m và không gian cho 4 người. Phần thân vỏ của Mars Rover được chế tạo từ nhôm máy bay và sợi carbon nhằm để giảm trọng lượng. Xe còn có thêm các tấm hấp thụ năng lượng mặt trời để chuyển hóa điện năng phục vụ cho động cơ điện 700V được NASA trang bị. Xe có khả năng di chuyển nhanh nhất ở tốc độ 112 km/h, nhưng với điều kiện khắc nghiệt trên các hành tinh ngoài trái đất, xe thực tế chỉ đi với tốc độ 16 đến 24 km/h. Trên thực tế, Mars Rover sẽ không bao giờ có cơ hội lăn bánh trên sao Hỏa. Thay vào đó, nó sẽ được dùng để tham gia tour trên toàn nước Mỹ nhằm phục vụ mục đích giáo dục. F450 Limited. F450 Limited là dòng xe bán tải thuộc hàng lực sĩ. Xe có kích thước to lớn với chiều dài lên tới 6,7 m và có tổng cân nặng gần 3,9 tấn. Thùng hàng của Ford F450 rất lớn, hai bên vòng bánh đều được làm rộng hơn, bánh xe phía sau dạng đôi như xe tải, nâng tổng số bánh lên đến con số 6. Mẫu xe bán tải này thường phục vụ nhu cầu chuyên chở hàng trọng tải nặng hoặc đi chơi xa kéo theo rơ móc. F450 Limited được trang bị động cơ diesel dung tích 6,7 lít tăng áp cho công suất 450 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Nhờ sức mạnh khủng khiếp từ khối động cơ V8 diesel, xe có khả năng kéo thêm 15 tấn hàng ở phía sau xe khi cần thiết. Tại Việt Nam, một đại gia kinh doanh trong lĩnh vực hoa lan đột biến ở Bình Phước đã mạnh tay tạo chiếc siêu xe bán tải 6 bánh cực khủng này với giá khoảng 6 tỷ đồng. Siêu xe nào làm bạn thích và muốn được sở hữu nhất? Hãy comment câu trả lời trong phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!